mọi người bật cái micro lên này thì nó tập hợp ra thì nó bị mất sóng rồi, không có tiếng. Cây này thì mọi người có thể set cái tần số của nó được, nó không bị động sóng. Giờ đây sẵn tiện thì mình chỉ luôn cái set tần số của cái micro này. Tầm 3.2 mà mọi người set micro mà có tần số thì chưa có cây nào trên thị trường làm được. Thì ở đây là nó đang lạc tần số này. Thì ở đây mọi người nhấn giữ cái nút đây, ACT. Nhấn giữ. Rồi đồng thời là để cái màn hình của cái micro vô cái con mắt IR. Đây, để vô này. Nhấn giữ này, để vô này. Đó, rất là nhanh, nhấn sóng liền này. Nó có sóng là bắt đầu nhấn sóng. Thì cái cây này cũng vậy, cái cây này cũng set được tần số luôn. Thì ở đây thì nó có nhiều cái bước sóng khác nhau. Ví dụ như nút scan này thì ví dụ như ở trong cái trường hợp mà quá nhiều cái micro đi thì mọi người nhấn cái nút scan để nó tự dò tìm cái tần số đó. Để nó tự dò tìm cái tần sóng nào mà không bị động nhiều nhất. Thì cái volume lớn nhất của nó là khoảng cỡ tầm là 10, lớn nhất của nó là 12 này. Đây là volume lớn nhất của 12 bên này vậy. Với cái mức giá, với cái tầm giá khoảng cỡ tầm 3.2 thì mọi người ở đây là xài được đồ chính hãng thôi. Còn xài đồ chợ 3.2 mà hàng chính hãng có dò tần số, âm thanh ra chất lượng, còn mã đẹp. Bảo hành 1 năm, có tem check code, có tem nhắn bảo hành kích hoạt điện tử. Tỷ giá phân phối với mức giá 3.2 là sản phẩm đã được test cho tất cả các cấu hình CDS.